ôi tiền mua được bao nhiêu mảnh đất, cứ sống sân si mai ta cát bụi. Dạ con cảm ơn cô Thảo nhiều, cảm ơn cô Hồng Võ, cô Tiên Mì. Dạ đó tiền và cô sống lâu trăm tuổi, cô sống mạnh khỏe. Hãy chào quý vị bà con cô bác đang sống như ngày của Hải. Thì bữa nay Hải qua bằng giao căn nhà cho anh Dũng của chú chị. Thì nhà anh Dũng cũng xong 2 bữa rồi nên Hải vẫn đi Bạc Liêu làm của chú chị. Nên bữa nay Hải chính thức qua bằng giao căn nhà cho anh Dũng. Thì Hải công bố số tiền để cô chú anh chị đã gửi cho Hải vừa qua và làm nhà xã của Dũng chú chị. Đi là căn nhà của Dũng chú chị. Thì đường đi thì đi ra sao thì Hải chán cho luôn. Họ sắp chết mẹ em xem luôn. Căn nhà trước, căn nhà anh Dũng thì bỏ mãi tính làm nhà vệ sinh thôi. Nên thủ duyên với cô chú giống như là cô Hồng Võ có gửi tiền cho Hải và nói với Hải là làm nhà cho anh Dũng tô cho ngoài luôn đi, cho Bằng Thiện và cô Kim My và cô Thảo. Thì Hải rất cảm ơn tấm lòng hoàng của ba người cô. Hải chúc ba người cô 50 ăn Tết vui vẻ và làm ăn phát tài phát lộc và đi đến đâu cũng có Phật theo phù hộ của chú anh chị và cầu nguyện gì được nấy. Và gia đình thì 100 năm hạnh phúc. Hải rất là cảm ơn tấm lòng hoàng của ba người cô Mạnh Thượng Quân, đó là cô Thảo, cô Kim My và cô Hồng Võ đã gửi số tiền cho Hải là làm nhà sao cho anh Dũng. Thì bữa nay cũng là bằng giao căn nhà luôn cũng xong rồi quý chị. Đây là căn nhà trước của anh Dũng quý chị, căn nhà trước của anh Dũng. Căn nhà sau thì Hải Hải làm Hải trắng sân luôn quý chị, trắng sân cho nó rộng luôn. Cái đường đi này là đường đi chung với mẹ anh xem và hai cửa sau đó, hai cửa bên hông và hai cửa sau vậy. Còn có phần đường đi thì Hải có lọc tôm sáng nè đó. Thì bà hổm thì tính là làm nhà vệ sinh thôi để cho anh Dũng vợ cái nhà vệ sinh nó ra, người đủ duyên thì làm được cái nhà sao luôn chị. Hải tính là xây thôi và lọc tôn nên cô Hồng Võ gọi phone cho Hải thì làm cho Bằng Thiện cho anh Dũng có căn nhà để ăn Tết đi. Và bữa nay cũng sẵn Hải qua Hải trao số tiền thì cô Thảo có gửi cho Hải 100 đô để trao cho anh Dũng có tiền ăn Tết chứ chị. Hãy mời quý vị vào trong nhà. Xin chào bà. Khỏe không bà? Khỏe. Dạ. Nói khỏe lên cho nó khỏe luôn. Dạ. Bữa nay con qua, con quay cho cô chú chị xem công bố số tiền á. Dạ. Nhà anh Dũng cũng xong mấy bữa rồi, con đi làm Bạc Liêu. Dạ. Dạ. Nên bữa nay con gửi con qua quay video lên để cho cô chú chị xem và dạ, công bố số tiền. Trời mừng lắm con gái tôi, nó mừng lắm được cầu tiêu được nhà. Dạ. Sau này mừng lắm. Dạ. Bây giờ có cầu tiêu trong nhà rồi thì gửi cầu tiêu kia ra thoải mái hơn. Đó. Dạ. Bà nhớ ăn uống nhiều vô ha, có nhà mới ha. Dạ. Dạ. Rồi em chào chị. Nào chị đi làm hả chị? Bữa nay nghỉ 5 ngày nghỉ ngày. À 5 ngày nghỉ ngày ha. Dạ. Bây giờ có nhà mới giặt đồ cũng dễ luôn ha. Dạ. Đó. Vậy là mừng lắm rồi. Dạ. Không ngờ được nhà như vậy ha. Dạ. Nha. À đi mà không có tiền xây nhà nữa, không đủ ăn nữa tiền đâu mà xây nha. Dạ. Tại vì chị biết con thì bà hổm á, là cô Thảo á, là tính là làm nhà mẹ của chị xong thì cho em làm nhà vệ sinh cho chị thôi. Để gỡ cái nhà vệ sinh đó, chiếc nhà đó ra. Nhà vệ sinh trên sông đó, ở dưới sông đó. Dạ. Rồi hữu duyên giống như em thấy nhà của chị sập xệ hết rồi, em chỉ xây xung quanh thôi và đọc tôn. Thì cũng nhờ cô Hồng Võ với cô Kim My thì có gọi phone cho em là nói thí nhà anh Dũng thì sẵn em làm em dùng tô hết trơn luôn đi và lót gạch lại. Dạ. Đó cũng được, giống như là cô cũng thấy là có duyên với chị đó thì gửi tiền cho em. Đến này hôm nay cũng nhà cũng xong rồi đó, cô Hồng Võ, cô Kim My nữa, cô Kim My và cô Thảo, ba cô. Dạ. Em cảm ơn cô Thảo như cô Hồng Võ như cô Kim My nhiều lắm, được nhà vậy vợ chồng em mừng dữ lắm luôn á. Nhà dạ, vệ sinh nữa. Dạ. Như chỗ bếp nữa. Đồ thứ hết trơn, rồi lót gạch luôn nè. Dạ. Rồi bữa nay cô Thảo gọi phone cho em là qua cho anh Dũng là 100 đô để dạ, mua đồ cúng trong nhà ăn Tết vậy. Dạ. Sẵn em qua em giao trao tiền cho luôn và quay bằng giao cái nhà luôn. À. Dạ vậy là em cảm ơn ba cô luôn, cô Hồng Võ như cô Kim My như cô Thảo, em cảm ơn nhiều. Dạ. Chúc cho cô hạnh phúc. Dạ. 200 tuổi gia đình hạnh phúc tất cả. Dạ dạ. Ba dạ, cô luôn. Dạ. Bây giờ nhà sao chị cũng là rất là rộng ở nhà sao của chị ha. Dạ rộng. Đó, đây là có cái cửa sổ nè. Bà thấy rộng không? Còn cái nhà bà nữa đó. Rộng hơn nhà tôi. Dạ, thấy rộng hơn nữa. Có cái nhà trước thì còn vách tôn.
động hơn á. Dạ ai cũng khen hết không ai. Dạ của ông ta trời ơi bà có phước, con không có phước. Dạ tôi nói trời à, kêu ai nói dạ chứ. Dạ tại vậy bà biết con thấy anh Dũng á, là thấy anh Dũng có hiếu với bà rất có hiếu với bà ha. Lúc lâu con làm nhà của bà là anh rảnh tay anh đi tiếp làm hồ vô đất vô khác gì đó ngồi chỗ đó đưa tiền nó không lấy cho nó giờ nhà mẹ mình lấy tiền vậy đó. Làm nhà anh Dũng á, anh Dũng nói hại gia đừng kêu cu ly anh hai cha con làm cho có gì em tiếp giống như là xây dắt đi là tới đâu hay tới đó thì số tiền bao nhiêu là bao nhiêu là anh không đòi hỏi giống như là trước mắt là làm cái cầu còn tiêu không xui cứ xây dắt hết tiền thì ngưng. Thì cũng ở nhà được hai cô đó là cô Hồng Võ cô Kim My. Cô Hồng Võ có gửi cho con là 400 đô được sao được trước là 200 đô và cô Kim My là 200 đô còn cô Thảo là 1.000 đô đó. Tổng số tiền con nhận được nhà anh Dũng là 1.800 đô đó. Mới làm nhà sao xong hả bà? Dạ cảm ơn dạ Dũng lại cảm ơn cô. À Dũng. Dạ chào ạ. Được nhà mới vui không? Vui chứ. Dạ. Thì mấy bữa nay em làm em đi Bạc Liêu làm á. Dạ. Đi làm xa nên bữa nay em qua sẵn em qua. Thì cô Thảo có gọi phone cho em là gửi cho anh 100 đô. Dạ. Để có tiền ăn Tết. Dạ. Đó. Bữa nay em qua quay bàn giao căn nhà luôn cho cô chú chị xem nè. Đó. Thì bỏ mấy nhà của mình anh Dũng biết sẵn rồi. Thì dạ. Cô Thảo gửi cho em có 1.000 đô à. Dạ. Là chỉ làm nhà vệ sinh thôi. Và anh Dũng nói cứ làm nhà vệ sinh rồi không thôi thì xây dách dư tiền mới dám xây dách cho thêm rồi giống như là hiểu hữu duyên với cô chú giống như là được cái nhà sao luôn rồi. Dạ đúng chứ. Dạ thì được có nhà ấm vậy không có mưa gió gì. Dạ à, hai chồng cũng mừng. Dạ bây giờ chúc cô Thảo 200 tuổi. Dạ chúc cô Mây. Dạ 200 tuổi hay cô Hồng Võ con Võ nữa 200 tuổi luôn. Dạ hay luôn luôn chúc ba cô luôn luôn trong gia đình hạnh phúc. Dạ Vũ con có nhà mới con mừng Vũ. Dạ con mừng. À cũng ba cũng nhờ ba cô gửi tiền cho chú xây nhà cho con đó cô Thảo á. Dạ con cảm ơn cô Thảo nhiều, cảm ơn cô Hồng Võ cô Kim My. Dạ đó thì ba cô sống lâu trăm tuổi à. Sống mạnh khỏe thì à, lúc kia thì ngủ đi là không có dách nha Vũ ngủ đi phải không? Hiểu hả? Vũ ngủ ở bên kia. Bây giờ có cái dách đây là không có sợ là do mưa tạt nữa rồi và không có dách đó. Đó. Thì à, bữa nay thì Hải công bố số tiền là ba người cô có gửi cho Hải là cô Thảo 1.000 đô và cô Kim My thì 200 đô và cô Hồng Võ thì trước sau thì 600 đô tổng số tiền Hải nhận được là 1.800 đô thì Hải đổi ra được là 44.100.000 đồng số tiền làm nhà của anh Dũng là 44.100.000 đồng. Dạ. À, cô gửi được trước được sau đó đó cô Thảo 1.000 đô và cô Kim My thì 200 đô và cô Hồng Võ gửi được trước 200 đô. Dạ. Được sau thì 400 đô và gửi cho đội thời Hải 100 đô để có tiền ăn Tết giống như mua gạo phát cho anh em. Dạ. Đó thì Hải rất là cảm ơn tấm lòng hoàng của ha ba người cô đã gửi số tiền cho Hải làm nhà của anh Dũng thì bữa nay cũng Hải bàn giao xong rồi chứ chị đó nhà anh Dũng nè. Tôi cảm ơn được cái nhà tôi rồi nhà con tôi cũng mừng lắm rồi cảm ơn ba cô. Dạ. Cho được vợ chồng được hạnh phúc. Dạ. Bằng ăn phát tài có tiền có bạc đi tới đâu vui vẻ tới đó. Dạ. Vậy mà sẵn bữa nay con qua con đi cho số tiền cho anh Dũng thì cô Thảo gửi cho con là 100 đô. Dạ. Gửi cho anh Dũng ăn Tết mua đồ cúng trong nhà nên Dũng. Dạ. Em đổi ra được là 2.470.000 anh đếm đủ không? À, đếm là đủ rồi. Đếm anh đếm mới có đủ anh 2.470.000. Thôi đủ rồi. 470.000. Dạ. Cô Thảo. Dạ, em cảm ơn cô Thảo. Dạ. Ê, luôn luôn hạnh phúc. Dạ. Ê, cho sống 200 tuổi. Dạ. Hai chồng là 400 tuổi, người 200 tuổi. Dữ vậy? Dạ, 200 cho đều á. Có nhà mới có tiền ăn Tết luôn ha. Dạ. Năm nay ăn Tết lớn à. Có nhà sao nè. Dạ. Đó lúc trước bữa hổm anh lên vô thấy bếp anh là thấy sụp sệ hết rồi. Đó. Bây giờ bếp cũng lót gạch luôn nè. Coi nhà vệ sinh nè. Đó. Rồi tắm trong nhà vệ sinh thoải mái rồi. Thoải mái. Có khi nào mơ ước được cái nhà giống vậy không?
ước mà ước không làm không nổi, tại vì con năm đứa là làm như đủ không đủ cho con đi học nữa đó. Thì anh làm nhà anh biết rồi đó, thì số tiền giống như là anh mua em mua cát mua xi măng lại làm là hết tiền bao nhiêu ngân bao nhiêu. Dạ. Thì nhà giống như là đợt sau cô Hồng Võ cô Kim My đó. Dạ. Giúp anh thêm là mới rồi cái này nè, rồi cái xăng này nè đó. Dạ. Tô luôn rồi em cầm ba cô cho mạnh khỏe hết trơn á. Dạ, dạ. Có hạnh phúc. Dạ, dạ. Ba cô là 600 tuổi. Dạ. 200. Dạ, dạ rồi. Cho mạnh khỏe luôn. Rồi vậy đến Dũng nghe em. Dạ, đi Phật Liên. Dạ, dạ, dạ. Bữa nay Hải cũng bàn giao căn nhà cho anh Dũng xong rồi chứ chị. Thì video Hải cũng dài rồi, Hải tiếp tục khép luôn tại đây. Mong cô chú chị bà con cô bác trong nước ngoài nước thì xem video của Hải. Nếu hôm nay cho Hải và đăng ký kênh của Hải thì Hải có động lực đi thấy hoàn cảnh khó khăn. Hải quay lòng cầu nối chú chị. Thì kênh của Hải rất là nhỏ chú chị ơi. Thì thời gian qua cũng có rất nhiều hoặc là khó khăn gọi vô cho Hải kêu Hải cầu cứu, nên Hải nói kêu ngoài rất là nhiều, thì đủ duyên thì Hải sẽ giúp đỡ hoàn cảnh đó với chị. Đi quay lại còn nói Hải xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.